Mới 18 tuổi, Hồ Văn Cường đã bị fan đòi bắt rể và phản ứng của chính chủ khiến nhiều người bất ngờ. Sau một thời gian ở ẩn, được sự giúp đỡ hỗ trợ của danh ca Ngọc Sơn và Bầu Thụy, Hồ Văn Cường chính thức tái xuất quay trở lại với các hoạt động nghệ thuật. Mới đây nhất, nam ca sĩ được fan tổ chức buổi gặp mặt ấm cúng dịp cuối năm. Thay vì tham dự một đêm nhạc như dự kiến trước đó, do ban tổ chức thông báo hủy phút chót nên các fan cùng Hồ Văn Cường quyết định tổ chức buổi tiếp để giao lưu, chuyện trò sau một năm đầy sóng gió. Đáng chú ý, bên cạnh những câu chuyện sự yêu thương, tình cảm mà các fan dành cho Hồ Văn Cường, thì một trường hợp đặc biệt xuất hiện. Một fan trung niên đã đứng lên tuyên bố: "Mục đích đầu tiên của tôi đến đây để gặp Cường và bắt rể." Câu nói chất như nước cất này đã khiến cả hội trường ôm bụng cười. Tuy nhiên, có vẻ như Hồ Văn Cường đang khá bận rộn để giao lưu chụp ảnh cùng các fan nên đã không để ý đến câu nói hài hước này. Dưới bài đăng, nhiều dân mạng đã để lại những bình luận trước tình huống oái oăm mà Hồ Văn Cường gặp phải. Mới 18 tuổi đầu đã được đòi bắt rể, nhất Hồ Văn Cường rồi. Chàng con rể quốc dân đây rồi, cô fan nói câu chất ơi là chất. Nhìn Hồ Văn Cường được fan vây quanh mà vui làm sao, hy vọng bạn sẽ trở lại mạnh mẽ hơn trong năm mới. Kể từ ngày được Bầu Thụy cùng danh ca Ngọc Sơn nâng đỡ, hỗ trợ trên con đường nghệ thuật, Hồ Văn Cường dần xuất hiện nhiều hơn trên các sân khấu, lẫn phương tiện truyền thông. Có một số thông tin cho rằng Hồ Văn Cường nhận cát-xê 200 triệu trong một show diễn, càng khiến netizen thêm phần tò mò, bất ngờ trước sự nổi tiếng của nam ca sĩ.